hàng dài phương tiện ùn tắc nhiều km tại đường Vành Đai 3 trên cao theo chiều từ Linh Đàm đến trước bến xe Mỹ Đình vào chiều ngày 1 tháng 9 sau khi một xe tải bị lật ngang, chắn 2/3 mặt đường. Theo đội cảnh sát giao thông số 6, vào khoảng 15 giờ 10 phút, xe tải mang biển kiểm soát 29K05020 đang lưu thông theo hướng Linh Đàm về Mai Dịch. Khi đến gần lối xuống Vành Đai 3 trên cao đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình thì gặp sự cố. Tại hiện trường, xe tải bị gãy trục sau bên phải, bánh xe rơi ra ngoài, một số bao xi măng từ trên xe rơi xuống đất. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng gây ùn tắc cục bộ trên đường Vành Đai 3 trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Đơn vị đã cử cán bộ đến phân luồng giao thông khu vực ngay sau khi nhận được tin báo. Đến khoảng 16 giờ, chiếc xe tải trên đã được di chuyển ra khỏi hiện trường, các phương tiện lưu thông bình thường.